Mời các bạn cùng xem lại những hình ảnh về buổi sinh hoạt kỷ niệm lễ giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch của trường Trung học cơ sở Nhuận Đức nha. Gửi đến đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thực hiện theo nhân mạo và tươi vui cho buổi lễ kỷ niệm giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Sau đây, đội văn nghệ của nhà trường kính dâng lên quý thầy cô, quý đại biểu và các bạn học sinh những lời ca tiếng hát. Mở đầu chương trình là bài hát Việt Nam ơi. Tiếp theo chương trình là nghi thức chào cờ diễn ra rất là trang nghiêm. Theo là phần nghi thức dân hương, đại diện cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi, đại diện chính quyền địa phương, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh, đại diện nhà trường cùng tiến hành nghi thức dân hương. Những bó hoa tươi thắm thay cho những lời khấn nguyện tốt đẹp mà chúng con kính xin tổ tiên ban cho đã đặt sẵn trên bàn thờ. Bánh chưng, bánh dày là sự kết hợp tinh hoa của đất và trời, những nén hương thơm thay cho những lời cầu nguyện của chúng con xin kính gửi đến tổ tiên, cầu cho đất nước bình an, cầu cho sự nghiệp trồng người ngày càng tốt đẹp.
dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Câu ca xưa như nhắc nhở mỗi người dân đất Việt, dù đi đâu, ở đâu, luôn tìm về với cội nguồn của tổ tiên, như dòng suối tâm linh ngự trong lòng người. Hai chữ tổ tiên đã trở thành cội rễ, văn hóa hùng vương đã trở thành văn hóa gốc của người Việt, là cốt lõi tạo nên nhiều giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất tổ.